nè đó khi thêm khuôn thành nữ khi mà thành người bảy chiều mình này nè đó nè chip bấm chuẩn bị xua cái đó chia xuống đây ra nè đó khi á chuẩn bị mỗi nhóm trong video thứ mấy nhưng mà bình lý hai ngày đi chụp vlog mấy bao giờ tiếp đây khơi ấy tha tầng chụp mà tay mà đón cứ dương mau ion pí đạp bay mà mơ bảy chương trong vậy tha cuối tờ thở bài chương thứ mấy vừa bài chương đấy tinh chất bạch nam mày nhưng đừng tới mơ prè này nhom cho chật nên là cái bài giọt đăng ngay thanh nhom cho chật prè này kì tiền mà thanh nhom cho chật prè này kì prè này nhom cho chật món cứ này khi để xa tờ nhom khơi ai đó nhom pitun body slam còn cả bẹ này kì đây chừng tới nhom có cho chật này kì tam quạt đại tử ở đây nhưng mà po đầm là cầm san từ khnông ion pi là bay mơ này kì mà cũng thay tiệt chuồi đang đẹp rá cho nên là tinh bài chương hơi tao đào tiệt như là anh bọc ngọc creation tại trong bài tham vlog này cứ nhom thoát pi lột 10 plus bắt nhóm tới à lấy nhóm chăng bắt vào lọc nhóm bạch phở đai cho cái răng nhóm tới đây nhóm khoảng trực bệnh nhóm nên là khi anh lấy được xa dương ron ác răng phê chúng ta lấy nhóm học tập sẵn thì tiếp chạm dương tầng A few inches later. Ok, là nhóm ta xa mang chụp đọc bao nhóm này. Đây cái thà là dương đào mà đào hàng này khi shop hai. Yes, I mới tới heaven này chỉ vì tạm đó là lấy mọi người đã hello nhóm mệt mắn mệt học pi nào cái này cái tư à tư dọc bài ôn mệt mà nó mệt 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 học mệt học mệt học không không học giờ bài chia để xa tới bài chơi nguyên tới ham vậy thế mấy chỉ tới cứ tha lấy nó như mà mơ mau mơ hái mà lọc hàng kia tại mà đâu mà thế kia nhung nàng đa hở mơ là bọc tại nhung trăng mơ tại nhung trăng bàn đấy chẳng hạn đấy ta lấy vào bàn đấy rồi từ flagship store mà nhắc tới đang học vui nghe trời đi. Wow. Ok, chẳng là lợi dương mà tên nhà bạn rồi rồi hai bạn trọc bì ní máu cứ tha bạn mùi hai và tế nhưng mà toàn ai nhà đọc đi khơi tế chân chẳng tự đào tiết nhóm đang bằng hai nhà đọc đi tha ta nhóm hợp bài chương mùi cú nà hãy chú chân tha bình lý hơi thờ ọt yes, cũng phải cảm ơn thèm nhóm phong tha nhóm ra nâng trời được gọi ọt đạp bài ấy, đạp bài dương được rõ nhưng rồi ai lo chứ đừng tiền cho nên nào đi mở tha ta nhóm đang hợp một con mùi nà lần ai khi nó tha bỏ ý kì bỏ miên đăng miên bỏ so không nặng vì thế cứ tha cũng thế cảm ơn đại khang khổ phò cũng cho nam mới chấp video bạn cảm ơn đấy mưa toàn chấp scope sấn hay thì cảm ơn sấn tha tạo nhóm hợp bỏ mùi nà nặng yeah, right now we are heading back home. Okay, now you nè không làm hỏi. Này cứ quality pay the low light. Mới tới pay đã tới nhưng mà anh bọc à này khi nào anh đặt cho mình. Chẳng cũng thôi chứ tì phong thả. Ta dùng cho bài chơi mùi nè. Yes. Khi là khi chân dục bánh bà tốt bị màu bị đào ta màu bị đào xa máu thì ngồi đi bếp đi lụa vô tay mà đón đây là khi xong bây giờ like game gọi bán like đấy cho người này dân nâng màu bao bọc được nhóm xanh dạ thì ngồi đàn đào khi chân mà xong bây giờ bán ai đầm rồi đàn đào nhưng mà hợp bài chơi bọc hiệu là dùng bị áp bọc hiệu để tay mà đón lần bài khác bí dụ tờ dân dọc bài chơi dân bán tên là xong bánh dân màu bao bọc cho nó đi tên ta chấm này cứ chia sẻ chuyện này để nhôm ban mà xâm bánh để nhôm vô máu bào bọc máu nên đó khi thêm khuôn hay nữ tiêm mà thành nhôm vô sẻ chuyện mình đang này đó nè sẻ chuyện đó cứ biết mua tha Nike Air Max Alpha Savage tan mày đây này đó bây giờ tiêm thử tiêm khó hay mơ mơ tha sẽ bài chương thầm mấy cư à ớt này là khi cũng sẽ chơi phạm nhóm phóng sẽ nào khi là lời nắng Nike mình promotion bị xe đại chỉ rồi đợi chung bọn nhóm á vì nào khi tên chạp bị PI thông đang tới
nên tụi tôi bán 10% discount. Bởi xin nhà hàng trên tên 3 item này tới nên tụi tôi bán 20% discount. Chẳng bởi xin chỉ tên chùm nguồn 10% tên là bỏ chùm nguồn 30% hay cái này sẽ tiến nâng ở lời này khi cứ introducing a new membership card. Đã membership card nó cứ mình 3% cứ mình thỏa mặt đá VIP đôi chỉ platinum ai để nhu ở bông Canada để nhu phở hỏi nó cứ platinum card tại mà đó. Xem nhạc membership thỏa mặt đá nào mình tên VIP ở 2 đô la lăng tới nên tôi ban membership thỏa mặt đá để cho đọc P% tên là hold on 7 đô la nên tôi ban VIP đại mình thả bây giờ cho đọc 5% và xin nhạc mình tên là hold on 1% nên là mình ban platinum card đôi nhu chấn để thả bây giờ bà viết cứ cho ban đọc 1% nó để xa tờ Nike khơi khá mình sơ sở lãm một dùm nốt trong thờ Nike đại bản tác còn bài gì tên fake product ấy chân tới và xin nhạc mình chỉ sơ sở lãm hết trong tên Nike xin phở đi phụ dương đấy nên là hình ảnh tên student card bán đại student card ấy mình làm lại đập hẹn được lá tại xâm nhập tờ sơ sở lá tới đại mình là dùng một pay mua chân năm cho khóm còn là tôi bán đọc pram phía đôi discount và pay mà chân năm bánh nhầm ở đồng lập bình thường tiết nên là can student member card ấy cứ tôi bán sất cho room không event xinh xinh để tiện tông cho mỗi sơ để sau này khi bán thả ca cho mỗi năng cứ bán môn kê tên mà đồng card phía năng lập bình cho đầm lại từ này là hình ảnh còn bóng tính thì có ở quán mà đo chứ nào thì anh mình sẽ pre-order môn kế mà này thằng mà chạy cát cứ mình sẽ pre-order môn nhẹ đạp bàn miền cát chọn mà tiết nhẹ đạp thì anh vô là bỏ môn kế có đôi chìa tụi mà đọc thì rồi bị lửa tiết về để ngay cầm đạp bàn nhẹ đạp này hay bà xin nhẹ đạp thì cho mang cát membership nắng nhẹ đạp thì anh ta mơ pick bao bao để thọt mang con cặp bông đang dịu về để bê đi tay mặt đầu bà xin chỉ nhẹ đạp cho bà rắm lời promotion trong bấn cũng thể check out phóng hay bà xin cho bà rắm lời cát nắng ai xua bỏ mình thái nơi Nike Sport via Cambodia bàn nhưng đang tục Facebook vô gọn nơi khang khổng tỏ hỏi lời dân cho mơ thái bài chương nắng cư mình là thao dở cái khắc Nike Air Max Alpha Service គឺជាប្រភេទស្បែកជើង training ផង lifestyle ផងហើយស្បែកជើងនឹងស្រាលសាច់កណាត់ខាងក្នុងស្បែកជើងទន់ផ្ដល់ផាសុខភាព material របស់ស្បែកជើងនឹងគឺជាប្រភេទ Air Max ណាអ្នកនាងហើយមានអាយុ2គឺជួយ support ពេលលោតចុះឡើងហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់ style មួយទៅឃើញស្អាតហើយលោតមកហើយសម្រាប់មួយទៀតបាតស្បែកជើងនឹងគឺអាចជួយទប់លំនឹងបានច្រើនចឹងអ្នកនាងបានស្ដាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ស្បែកជើងនឹងហើយហើយហើយអរគុណអ្នកនាងដូចគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយថាប្រយោជន៍ទាំងនោះខ្ញុំសើចពីអ៊ីនធឺណិតមកខ្ញុំនឹងប្រាប់អារម្មណ៍ពិតតាម story Instagram ខ្ញុំកុំភ្លេច check out Instagram របស់មលេងដូចគ្នាហើយបើសិនជាចិត្តវីដេអូមលេងកុំតែចុច like មួយផងហើយចុច share ផងហើយបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតអាចចុចខាងនេះឬខាងនេះបានដើម្បីមើលវីដេអូបន្តទៀតហើយបើសិនចង់បាន Nike ផលដូចគ្នាកុំភ្លេចទៅ check out Nike Store ផងអឺហើយយើងកំពុងមាន promotion ជុំបានក៏ដូចជា membership card ហើយសម្រាប់សិស្សសាលាគ្នាយើងនឹងចង់បានមួយទិញមួយទៅព្រោះនិយាយទៅគឺថាលុយមែនតើអ្នកនាងសំខាន់ពេលដែល event ណាដែលតាក់ទងមួយ student ណាហើយសិទ្ធិ Nike សហការយើងបានទៅមុនទៀតលុយណាចេះខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ